Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 8 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trang trọng lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận ở tổ về dự án luật giá sửa đổi và dự án luật đấu thầu sửa đổi. Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trang trọng lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tới dự buổi lễ còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và cán bộ đảng viên văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lãng hoa chúc mừng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn giữ vững ý chí của người Cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt thành cách mạng, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán vì sự nghiệp chung. Luôn dành cho cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn, sự quan tâm thỏa đáng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã và đang cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng. Với những dấu ấn nổi bật, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thường trực Ban Bí thư khẳng định và nêu rõ, ở mỗi cấp, mỗi cơ quan đã từng công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn được anh em, đồng chí, đồng nghiệp kính trọng, yêu quý bởi sự chân thành, tấm lòng nhiệt huyết và sự quan tâm đến mọi người. Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng và bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận huy hiệu cao quý 40 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương đã quan tâm dành những tình cảm tốt đẹp chúc mừng nhân dịp nhận huy hiệu cao quý 40 năm tuổi Đảng. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ của đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung, trong đó có các thế hệ đồng chí, đồng nghiệp, anh em, bạn bè tại các cơ quan, địa phương mà Chủ tịch nước đã từng công tác, sinh sống nói riêng trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng thật sự là niềm vinh dự và tự hào to lớn đối với cá nhân đồng chí trong toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu công tác dưới lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây cũng là dịp để nhìn lại mình, nhắc nhở mình phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng với tập thể lãnh đạo phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phát triển như tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chiều qua các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật giá sửa đổi và dự án luật đấu thầu sửa đổi. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham gia thảo luận tại tổ với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Đồng Tháp. Tham gia thảo luận, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết của việc sửa luật đấu thầu nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong thực tiễn.
bảo đảm cạnh tranh công bằng, minh bạch, phòng chống tiêu cực tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu. Do vậy, nội dung về chỉ định thầu phải được quy định cụ thể. Để hiệu quả đấu thầu thực chất, tránh lãng phí hình thức, có ý kiến đề nghị cần có cơ quan quản lý nhà nước về giá để có sự so sánh, đối chiếu khi tiến hành đấu thầu, đồng thời tăng cường đấu thầu qua mạng để công khai minh bạch, giảm tiếp xúc. Đại biểu Dương Văn Phước cho rằng, luật cần quy định cụ thể hơn việc đấu thầu qua mạng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng có nhiều góp ý sửa đổi luật giá, đồng thời cho ý kiến về việc bổ sung thông tin về nơi sinh vào mẫu hộ chiếu mới. Sáng nay ngày 8 tháng 11, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà cùng lãnh đạo huyện Nam Trà My đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết của bà con khu dân cư thôn 1 xã Trại Dân, huyện Nam Trà My. Khu dân cư thôn 1 xã Trại Dân có 384 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu, trong đó dân tộc Ca Dông chiếm 94,5% dân số. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ngành, cơ sở hạ tầng được phát triển, nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân có nhiều tiến bộ nhất định. Đến nay, tổng đàn gia súc gia cầm toàn thôn có trên 800 con, sản lượng cây lương thực có hạt hàng năm đạt 120 tấn. Bên cạnh đó, việc phát triển cây quế Trà My được người dân tích cực hưởng ứng, diện tích đến nay đạt khoảng 20 ha. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Năm 2022, thôn 1 được xét tặng danh hiệu thôn văn hóa, trong thôn có 28 hộ được xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư thôn 1 xã Trại Dân được cho là ngày hội điểm của huyện Nam Trà My. Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn 1 nói riêng và xã Trại Dân nói chung. Đồng chí bày tỏ mong muốn nhân dân thôn 1 tiếp tục đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, nhất là phát triển chăn nuôi và các loại cây dược liệu, tiếp bước xây dựng quê hương càng ấm no, giàu đẹp. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với huyện Phú Ninh về dự án tu bổ tôn tạo phát huy giá trị di tích khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ. Theo đó, dự án được đầu tư xây dựng tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh với 5 ha diện tích đất, bao gồm các hạng mục nhà, cụm biểu tượng và các hạ tầng kỹ thuật gồm nhà di tích gốc, lầu vọng cảnh, nhà ban quản lý đón tiếp khu vệ sinh, nhà bảo vệ và cụm biểu tượng tôn vinh. Tổng mức đầu tư dự án lần này dự kiến là 130 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, di tích khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ là công trình mang tính lịch sử quốc tế, thể hiện tình hữu nghị, sự gắn kết trong đấu tranh cách mạng giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào. Vì vậy, đây là công trình được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm và thống nhất cao về chủ trương đầu tư. Để công trình nhanh chóng được triển khai phát huy giá trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị huyện Phú Ninh phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, rà soát thủ tục đầu tư theo đúng trình tự quy định, sưu tầm hiện vật liên quan đến sự kiện lịch sử di tích để hoàn thiện khu nhà trưng bày, đồng thời tính toán phương án vận hành, phát huy và bảo vệ di tích hợp lý sau khi công trình thực hiện. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính và Giáo dục Đào tạo thông qua đề án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12 về quy định mức chi xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, mức chi tiền công phục vụ lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo dự thảo đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, nội dung chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Chi cho công tác phí cho kiểm tra giám sát việc thực hiện đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước, chi các cuộc họp sơ kết tổng kết đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của đề án. Về nghị quyết quy định nội dung mức chi thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, các đại biểu thảo luận sự cần thiết về chi đối với hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập, chi hỗ trợ nghiên cứu tham gia ý kiến nhận xét đánh giá lựa chọn sách giáo khoa, chi cho họp hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, công tác phí cho các thành viên, hỗ trợ giáo viên tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông nghiên cứu thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp,
Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 sắp đến. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối. Tham gia lớp bồi dưỡng này có gần 130 học viên đến từ 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối. Trong 3 ngày học tập nghiên cứu, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề theo hướng dẫn 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm khai quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung rất cơ bản mà các quần chúng ưu tú khi phấn đấu vào Đảng cần nắm vững để góp phần nâng cao nhận thức, từ đó có thái độ chính trị đúng đắn, tạo động lực phấn đấu cho mọi người, làm cơ sở để các cơ sở đảng xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú nhất vào Đảng trong thời gian tới. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn về một số nhiệm vụ giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết, địa phương đã xây dựng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã đang lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Công tác công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, một số quy hoạch xây dựng chi tiết đã công bố nhiều năm nhưng không triển khai, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân vùng dự án, phát sinh đơn thư khiếu nại. Việc rà soát loại đất, diện tích, vị trí để đăng ký vào danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đồng bộ và thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tính đến cuối tháng 10 năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Điện Bàn hơn 2,1 nghìn tỷ đồng, chỉ tiêu giao 2,9 tỷ đồng. Theo tiến độ thu ngân sách như hiện nay, khả năng ngân sách thị xã sẽ hụt thu trong cân đối ngân sách khoảng 296 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là do sự bất hợp lý trong việc giao chỉ tiêu thu từ đầu năm. Hiện nay, thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư 225 dự án, tổng mức đầu tư hơn 4,4 nghìn tỷ đồng. Tính lũy kế khối lượng thực hiện đạt 35% so với tổng mức đầu tư. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị, sáng nay Huyện ủy Thăng Bình tổ chức họp trực báo với Đảng ủy 22 xã thị trấn để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng đầu năm và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc năm 2022. Trong tháng 10 và 9 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, khảo sát báo cáo nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2023. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp mới 91 đảng viên, đạt 101,1% chỉ tiêu tỉnh giao. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 80 tổ chức đảng và 125 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 61 tổ chức đảng và 73 đảng viên, và đã thi hành kỷ luật 36 đảng viên. Trong 10 tháng đầu năm, ước tính tổng giá trị công nghiệp xây dựng toàn huyện đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, tổng giá trị thương mại dịch vụ đạt gần 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện huyện Thăng Bình đang tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2022, toàn huyện đã ghi nhận 2.714 ca, trong đó 100% xã, thị trấn có ca mắc, trong đó các địa phương có số ca mắc cao nhất là Bình Triều, Hà Lam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải. Những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn huyện Nông Sơn sôi nổi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022. Sau thời gian hạn chế về quy mô, hình thức tổ chức do dịch bệnh COVID-19, năm nay Ngày hội đại đoàn kết ở các khu dân cư tại Nông Sơn được tổ chức rộng rãi, người dân tham gia tích cực sôi nổi. Mỗi khu dân cư có chương trình ngày hội riêng nhưng vẫn đảm bảo phần lễ và phần hội trên tinh thần tiết kiệm an toàn, mang lại một ngày hội thật ý nghĩa, bổ ích. Tại ngày hội, các khu dân cư ôn lại những truyền thống tốt đẹp vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, khen thưởng các tập thể gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022, tặng quà cho các gia đình khó khăn. Phần hội được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân với các trò chơi dân gian,
nhảy dân vũ, qua đó động viên tinh thần và cổ vũ các tầng lớp nhân dân tại khu dân cư đoàn kết tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là một cải thiện chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, gắn với nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022. Trên cơ sở nhìn ra được điểm yếu hạn chế kéo tụt điểm số vị thứ trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là cách tự soi mình để tìm ra phương thức thay đổi, cải thiện trong tương lai. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chỉ số về minh bạch thông tin, tính năng động, đào tạo lao động, chi phí thời gian và gia nhập thị trường từng là 5 điểm số thành phần luôn được cộng đồng doanh nghiệp ở Quảng Nam đánh giá cao, thì đã giảm điểm trong cuộc khảo sát PCI năm 2021. Minh bạch thông tin không được đánh giá cao, khi chỉ đạt 5,32 điểm, giảm 0,86 điểm. Số doanh nghiệp cho rằng cần phải có mối quan hệ mới có thể có được các tài liệu của tỉnh từ 53% năm 2020 đã tăng lên 66%. Việc thương lượng với cán bộ thuế là một phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh từ 53% tăng lên 56%, tăng trên 3%. Chính quyền dù ban hành rất nhiều văn bản quy định kế hoạch vẫn không được đánh giá cao về tính năng động, tiên phong trong cải cách. Kết quả khảo sát chỉ ra việc bị giảm 0,81 điểm khi có đến 55% và 69% doanh nghiệp cho biết các sở ngành chính quyền cấp huyện không thực hiện đúng chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh. Tỷ lệ doanh nghiệp chờ từ 1 đến 3 tháng hoàn thành tất cả thủ tục và đi vào hoạt động đã trở thành câu chuyện cũ khi ghi nhận 6% doanh nghiệp than phiền. Đồng thời cũng chỉ còn 10% doanh nghiệp phải trì hoãn hay hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó khăn khi thực hiện thủ tục đăng ký. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Doanh nhân Top Olympia vừa mở khóa đào tạo cách thức xây dựng chiến lược kêu gọi đầu tư, kỹ năng mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các chủ thể OCOP. Khóa đào tạo này có hơn 60 doanh nghiệp là các cá nhân, tập thể, hợp tác xã khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Tham gia khóa đào tạo các doanh nghiệp, các chủ thể OCOP sẽ được tiến sĩ Đoàn Đức Minh truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm, những nội dung cơ bản về cách mạng 4.0, cơ hội khởi nghiệp thời đại 4.0 cần chuẩn bị những gì, các phẩm chất cần có để khởi nghiệp thành công, những thách thức khi khởi sự kinh doanh thời 4.0, quy trình cách thức xây dựng và triển khai chiến lược khởi nghiệp, cách thức, các bước kêu gọi vốn đầu tư thành công, phát triển ý tưởng khởi nghiệp từ việc xác định vấn đề khách hàng và nhu cầu thị trường, phát triển kỹ năng trình bày ý tưởng kinh doanh và kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài. Tổng quan về hoạt động bán hàng, chiến lược marketing trong môi trường số. Qua khóa đào tạo này, các cá nhân, tập thể, hợp tác xã nằm trong hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam sẽ nắm rõ hơn những kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và hiểu biết chuyên sâu hơn ở một số lĩnh vực để tiếp tục kêu gọi đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của kế hoạch hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 và được hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách nhà nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp.